đầy 384天 ngày ba trăm tám mươi hãy nghe phá nhau lại cách nói chỉ là có một số khách vì để đảm bảo chỉ là có một số khách vì để đảm bảo chỉ là có một 客人，人为了保险起见，只是有些客人为了保险起见。 只是有些客人为了保险起见。bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung。đầu tiên liên hệ ngay。首先,首先马上联系。cửa màu nâu。棕色门。kiểu dáng khác。 别的款式，其他款式，không đắt，不贵。căng thẳng à，紧张吗？quá khen rồi，过奖了。nhân viên thu ngân đó，那个收银员。 ăn ở đây hay là đem về? Nguyên văn là ăn ở đây hay là gói lại? Tại đây lì chứ hay là tả bao? Hay là nếu không thì... Bù rán. Rất vừa ý. Khấn trùng ý. Trừ khi không ăn nổi cay. chú vây xem lại xem Giải xem thử xem thử xem. Sú đừng sú. Đừng gấp, đừng vội. thử chí. Sẽ còn đến mà. Khái khuẩy lái đợt phần của chị, của tôi phần, còn phàn nàn, bảo ăn sạch rồi, 吃光了 Đi ngược Đi ngược ngược quay 往回走 lại. thường 平日 chỉ có cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. 只有周末和节假日。Vì để bảo đảm. 为了保险起见。